Chứng khoán đỏ lửa và vài ngày hôm nay, chứng sĩ nhắc nhiều về hồi quang phản chiếu. Vậy bạn đã biết bí ẩn về hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước khi sang thế giới bên kia chưa? Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh khỏe lại trước khi qua thế giới bên kia. Thông thường, người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ đi sang thế giới bên kia. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, có giả thiết cho rằng khi một người chuẩn bị bước sang thế giới khác, linh hồn của người đó sẽ rút dần khỏi thể xác từ bụng, chân, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi trí não nhẹ nhàng, an yên, không còn bị ảnh hưởng bởi vật chất, người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ đặc biệt. Có giả thiết lại giải thích về mặt tình cảm, nói rằng ở thời điểm cận kề chuẩn bị sang thế giới bên kia là lúc con người khát khao được sống và muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng bên cạnh người thân, vì vậy xảy ra hồi quang phản chiếu. Một giả thiết khác cho rằng khi chuẩn bị bước sang thế giới khác, linh hồn của một người sẽ rút dần khỏi thể xác. Hồi quang phản chiếu có thật hay không? Khoa học cũng ghi nhận hiện tượng hồi quang phản chiếu, dù thật sự vẫn còn rất mơ hồ về cả cơ sở lẫn khả năng chứng minh, lý giải. Kết quả nghiên cứu của một nhóm khoa học cho thấy trong số 277 bệnh nhân sa sút trí tuệ được theo dõi, khoảng 10% cho thấy sự sáng suốt hơn hẳn ở giai đoạn cuối cuộc đời. Từ việc đánh giá tài liệu của mình, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng khoảng 84% những người trải nghiệm sự sáng suốt ở giai đoạn cuối sẽ đi sang thế giới bên kia nhanh hơn trong vòng 1 tuần và 42% số người còn lại đi sang thế giới bên kia vào chính ngày xảy ra hiện tượng đó. Vậy làm sao một bộ não bị phá hủy bởi bệnh tật trong nhiều năm lại trở nên sáng suốt lúc chuẩn bị đi sang thế giới bên kia? Nhà nghiên cứu cũng đưa ra ví dụ về một phụ nữ 92 tuổi bị bệnh Alzheimer. Trong suốt 15 năm, người phụ nữ này đã rơi vào tình trạng vô thức và không nhận ra người thân của mình. Và một buổi tối, bà bắt đầu trò chuyện rất thân tình với người con của mình. Bà nói về nỗi sợ phải đi sang thế giới bên kia, những khó khăn mà bà đã trải qua với gia đình, và vài giờ sau đó, bà đã đi sang thế giới bên kia. Về mặt tình cảm, người ta cho rằng đây là một món quà cho người bệnh có một cơ hội cuối cùng để được ở bên người thân và nói lời tạm biệt cuối cùng. Từ trường hợp trên đã xuất hiện nhiều giả thuyết về cả mặt tâm linh và khoa học xoay quanh hiện tượng hồi quang phản chiếu, nhưng vẫn chưa đủ thông tin để xác định một cơ chế dứt khoát. Đến nay, câu trả lời được cho là hiện tượng hồi quang phản chiếu vẫn còn được bỏ ngỏ. Một số triết gia và nhà thần học đã đưa ra giả thiết rằng ý thức của con người nằm ngoài phạm vi hoạt động của bộ não. Ý tưởng này đã được đề xuất như một lời giải thích cho những trải nghiệm khi chuẩn bị bước sang thế giới khác. Các nhà khoa học tuy phản đối giả thuyết trên, nhưng cho đến nay vẫn chưa thật sự giải mã được bí ẩn của những hiện tượng bất thường trên.